À, đi sở hữu phải cái bằng gì đó mới vui á. Giờ thăm thú nè. Tiên cá mà. Ủa, chào bà. Bà cũng tham gia chuyến đi sở thú à? Hay quá bà ơi. Bà cũng đi chơi nữa phải không? Dạ không, bà đi sở thú là hợp lý rồi. Dạ vậy, đúng khỉ quá không? Dạ không, đi vô đó vui, không khí trong lành, được ngắm những con vật đến từ mọi miền trên thế giới. Hồi xưa bà cũng mê sở thú lắm, là lâu lắm rồi, từ ngày có thể giải phóng lý giờ là không được đi rồi. Còn hồi xưa tuần nào cũng đi. Tuần nào cũng đi sở thú luôn hả? Ừ, tuần nào cũng tại cái hộp cùng nhỏ đó. Dạ. Có mua gì không để đi luôn? Quên mày, mát quên mày. Quên mày đây, quên mày đâu.